hai chào tất mọi nha. Thì bây giờ mình quay hai con này và mình sẽ làm thêm cái này xíu nữa cho anh em coi ha, và có gì đó thì mong anh em không cảm ơn quá ha. Cái này chủ yếu là mình chia sẻ với anh em để anh em trải nghiệm thôi, còn cái cách của ai á, thì anh em biết là người Việt Nam mình tánh kỳ lắm, nó không giống ai hết à. Đó mình anh em thấy mặt mình vậy ha, nhìn kỹ mặt mình ha. Ok anh em thấy gì chưa? Rồi và khi quay vào con chim á thì mình lấy mặt mình ra là anh em sẽ không có biết là người ta có làm gì hay không. Nhìn giờ này giờ mình nói nó là cặp phú da bò mình đạm mà, hoặc là da bò ngược xám, anh em tin liền chứ không, nhìn giấu không. Mình sẽ cho anh em là coi là màu nguyên bản nè. Đó ok, giờ giờ mình sẽ bắt hai con này để mình cho vào thùng và gửi đi thôi ha. Anh em bắt chim hay gì đó mà nói mình giao chim mà tới chỗ chết hay gì đó thì thật sự mà nói khó cái hiện tượng đó lắm. Thay vì gửi chim đi mình sẽ kiếm cái đường nào ok nhất mình để mình gửi ha, móng bám ok hết ha, mắt còn nguyên ha, má nó cũng khá là to nên là màu á thì chỉnh sơn cái là y chang con thú da bò liền rồi chứ không gì hết á. Nè nó thấy không, nó lên liền thấy không. Ok giờ mình sẽ cho nó vào thùng đây, nó hót luôn nè. Mày thấy coi chưa, chim mà cầm hót vậy luôn là cũng phải giữ rồi đó. Đó đó gửi ra, gửi ra cầm tay hót nha. Giờ em nghĩ nó như thế nào, hừng hay là bỏi, có bỏi nào mà cầm mà hót vậy không? Nói chung nếu mà anh mua cái con này anh mà bắt cặp này về anh có thể là anh phần nó hay xích nó ok á, mình thấy nó hót cái này là được rồi đó, cầm về mà nó chơi luôn. Rồi ra rồi ra, nói thiệt lần đầu tiên mình bắt con thú mà cầm trên tay nó hót vậy luôn á, từ đó giờ trừ mấy con chim con ra thôi. Lì thiệt mới bắt lên tay ra cầm chơi luôn. Rồi ok mình cho vô thùng để về giờ mới ha. Kiểm tra chim này lần đầu tiên mình thấy luôn. Còn đây còn con máy nữa. Bé này bữa mình nói với anh em á là do bắt đầu vi ra gãy móng nè. Đó anh thấy không, nó vẫn còn cái cùi chứ không phải là mắt cùi. Mắt cùi thì nó coi như là nó sẽ không có ra nữa. Đây còn cái cùi móng trên nè, sao mình lấy né không được ta. Nói chung là anh giờ anh sẽ kiểm tra lại anh sẽ thấy ha, chứ đó nè nó bám hết rồi, chủ yếu là nó không đơ không bị gì hết nha. Và con này nó trẻ hai máy, con này đó đó thì thấy không, tóc trẻ hai máy nè. Con này con máy đầu chảy hai máy nè,
kiểm tra mắt ha. Hai bên ok hết ha. Giờ mình cho vào thùng. Rồi xong, giờ thì mình tới mình bắt hai con lửa. Hai con lửa. Nói chung là hầu như hôm qua mình có nói là mua hai con chim của mình sẽ tặng quà. Tặng quà cho đến khi nào mà mình nói chương trình đã kết thúc thôi. Thì anh này anh mua một cặp chim sinh sản mình sẽ tặng cho một gói thuốc kích trứng. Đó, như vậy nó sẽ rất là anh em về anh em hỏi cần phải mua à, nhưng mà anh em sử dụng tin tưởng mình thì anh em mua tiếp theo lần sau không sao hết. Dán mình nói mấy cái thùng lại luôn rồi à. Tới hai con đó hôm qua hơn hôm qua chiều giờ mình bắt cũng mấy con chim đó mình thả vô đây mình cũng chưa sang đâu nè, nhưng mà nó không có quánh đâu nhiều mọi người, cũng khá là may mắn. Giờ mình sẽ bắt ra ha, mình kiểm tra lại này, hai đứa nó hôm qua này. Hai con 18 năm hôm qua đây. Ok giờ mình sẽ bắt ha. Nói chung hôm qua kiểm tra rồi nhưng bây giờ phải đi phải kiểm tra lại. Tại hôm qua mình không nhớ con này là mép vàng không? Mép vàng ha. Đuôi nè, tôm đàng hoàng. Đó. Móng mỏ. Mắt đây. Còn nguyên hết ha. Cho vào thùng thôi. Anh này thì anh giữ chim hơn. Con này chắc đi ngắn, con này 18 mà. Cũng mất vàng ha. Móng. Ok ha. Mắt đây. Rồi, giờ mình cho vô thùng nữa làm sao. Con này thì chỉ có hơi tôm thôi. Ok, còn con này thì mình sẽ tặng theo một chai, đó chính là chai thuốc chống co giật. Tại vì với lại cái này tụi nó mới ấy, cho nên mấy chim bổi thì nó cần rất là nhiều vitamin và bổ sung cho nó tăng cường sức đề kháng của nó lên á, là mình sẽ tặng cho anh cái này chai này. Tại hôm qua anh cũng không có nói, không hỏi mình gì này hết á, cho nên mình tặng theo cái nào mà nó phù hợp cho anh em á thì mình sẽ tặng theo luôn ha. Đây chính là cái chai thuốc gọi là chống co giật của mình và bổ sung vitamin này kia nọ cho anh chim ha. Ok, giờ mình cũng
xin kết thúc video tại đây luôn ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Nếu mà trong đầu video mình có nói gì sai thì mong anh em không cảm bỏ qua ha. Cái những cái đó mình nói chia sẻ đến anh em để anh em có thể là rút kinh nghiệm sau khi mình mua những con chim từ những nơi khác và xem những cái video mà hoặc là những cái clip hay những cái hình đó, của người ta đăng á, thì anh em thấy nó như thế nào hợp lý hay là không hợp lý thì anh em tự xem tự nhận định ha.